À, xin chào bác, kính thưa bác, đây là con Lamia Sander, hoàng đế bọc vàng của Pháp Sơn thập kỷ 1950, size 140, size to, cầu to, bản to, ốc sao tinh tế nhé. Cầu giữa là có cái chuyện vuông lô của hãng từ ngày xưa rất rõ ràng, là mọi thông tin chi tiết về kính bên em luôn luôn ghi bên dưới video và kèm theo những cái địa chỉ lâu năm, số điện thoại lâu năm, giá cả rất rõ ràng. Tiếp theo là càng bên trái này, Lamy Alexander. Đấy, rất mới rất đẹp nhá. Nguyên zin nhá. Bọc vàng sáng gương, đó là hàng thật, hàng giả, hàng nhái thì nước chè này qua đêm 2 3 ngày. Và những đối tượng bán hàng giả, hàng nhái thì nó sẽ giấu địa chỉ, không công khai địa chỉ. Đấy, hay sử dụng chiêu thức sim số là 11 số, đều là sim khuyến mại chính xác, hết sức lưu ý. Các bác đến xem kính cổ đồ cổ xưa ở shop kính cổ kính xưa lâu năm có thương uy tín hơn 20 năm và số lượng hơn 20 năm thì lưu ý điện thoại trước để em liên tiếp đón từ xa tại ngõ 390 đường Trường Chinh, Đống Đa, Hà Nội, lắng nghe thấu hiểu tư vấn cố vấn chuyên sâu đồ cổ xưa. Đó là một trong những cái giá trị mà lớn nhất mà khi mua sắm đồ cổ xưa lâu năm có cái thương hiệu uy tín thì bác cực kỳ yên tâm và luôn luôn đảm bảo pháp nhân pháp lý. Chỉ lưu ý là các bác điện thoại trước, tránh tình trạng đột xuất quá thì em đi thẩm định định giá đồ cổ xưa thôi. Mắc cái điện thoại trước em sẽ liên kết bán từ xa tại ngõ 390 đường Trường Chinh. Lắng nghe thấu hiểu tư vấn cố vấn chuyên sâu đồ cổ xưa. Lamy Sander nhá. Ốc sao tinh tế, bản to, size to, bản to, bọc vàng sáng gương. Vâng, rất cảm ơn bác xem video. Xin chào và hẹn gặp lại về sau.